Bắt đầu thì cái câu hỏi đầu tiên nhé. Cái này thì là ngay buổi đầu tiên của mình là anh dạy rồi đúng không? Đáp án là chính là gì? Bytecode đúng không? Câu này là O method of the the system class a static. Không. Cái system class là cái để mình để dùng để in ra đó. Còn đấy. Đây nhá. Cái system mà mình sử dụng nhiều nhất ấy là sout. Yeah. System dot out dot println. Đây là mình đang gọi cái method gì? Method println của cái class system này đúng không? Đấy, thì cái này nó chính là static. Tại vì sao? Mình gọi thẳng từ class system ra mà mình không phải tạo ra một cái object system để gọi cái này. Đúng không? Thế cho nên cái này nó sẽ là phải là static. Nó còn một cái nữa đó là system.error.println.hello.world. Khi mình sử dụng system.error.println thì nó sẽ in ra là cái chữ màu đỏ để báo như kiểu báo lỗi đấy. Đấy, Java nó sẽ cho mình ba cái stream. Nó gọi là gì? Character stream. Nó cho mình ba cái sẵn, mình không cần phải tạo ra. Nó gồm có system.in, system.out và system.error. Cái system.in này mình sử dụng khi nào? System.in ấy, để nhập từ người dùng vào đó, mình sử dụng với class scanner. SC sẽ bằng new scanner system dot in đúng không? Tại vì system dot in nó là một cái character stream, mà cái scanner này nó sẽ sử dụng một cái character stream để làm để mình nhập vào đúng không? Nên cái scanner này cũng thế. Bây giờ mình lấy scanner vào một cái string nào đấy, ví dụ string A sẽ bằng một cái string có nhiều dòng nhé. Đây có hai dòng, một dòng là hello, một dòng là world. Mình tạo một cái scanner mới nhưng mình không dùng system in này, mình sử dụng cái khác là A được không? Mình có thể coi A là một cái character stream nhé, cho nên mình sẽ s out a dot next line này. Đấy, sử dụng cái method next line của scanner. Nó sẽ scan cái dòng tiếp theo cho mình. Bây giờ nó sẽ ra chữ là hello. Bây giờ mình sử dụng SERROR nhé. System.error.println SC.nextline này. Nó sẽ lấy cái dòng tiếp theo và nó sẽ in ra báo lỗi cho mình đúng không? Đây. Hello ghi đi thường còn world đi ghi vào đỏ. Được chưa? Đấy là tất cả là về cái system. Đấy, cho nên tất cả những cái method của cái system class chính là static. Rồi. Which of these correct way of calling constructor having no parameters with a class parent? A constructor having no parameter of superclass parent by subclass child. Cái này đang bảo mình là gọi một cái constructor không có parameter nào của một cái class mẹ đúng không? Nó sẽ là super thôi. Super bình thường vậy thôi. Nhớ nhá, câu này phải nhớ đấy. Bây giờ chữa mà có đáp án trước thì nghe nó không ổn lắm nhỉ. Thì anh tự lấy cái không có đáp án ra. Thank you.
Mình xong câu này rồi đúng không? Mình câu tiếp theo nhé. What will be the output of the following Java program? Khi mà nó hỏi về output, ấy, thì mình lúc nào cũng phải xem cái SOUT của nó nhé. Đây, có SOUT ở đây đúng không? Cái SOUT kia gì? Cái sum này. Xem cái sum này ở đâu? Sum này chính là cái này. Đấy, mình xem cái hàm sum này nó làm cái gì. Mình sẽ thấy là nó có cái int...x này đúng không? Cái này thì hai đứa chưa được học bao giờ đúng không? Chưa được học, chưa được nói đến, kể cả trên lớp, kể cả ở đây cũng chưa được nói đến đúng không? Thì ở đây thấy là nó chuyển vào hai giá trị. Đây là cái cách để mình khai báo một cái array x. Đấy, khi mà mình muốn chuyển vào rất là nhiều số nguyên nhưng mình không biết là bao nhiêu số nguyên ấy, thì mình sẽ có dấu chấm 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 này, và cái x này bây giờ nó sẽ là một array, array chứa những cái số nguyên mình chuyển vào. Ở đây trường hợp này là nó chuyển vào hai số nguyên, yeah, chuyển vào số 10, chuyển vào số 20. Vậy thì x nó sẽ là gồm cái mạng của hai số nguyên là 10 và 20. Đấy, và nó có biến tổng đây đúng không? Nó tạo ra một cái biến int xx đến từ đâu? Đến từ x. Đây, x bằng cái chỗ này. Đấy, thế là nó sẽ lấy sum cộng bằng từng phần tử 1. Vậy thì sum bây giờ sẽ bằng 30. Sẽ in ra 30. Int xx là sao? Int xx nó tạo ra một cái biến tên là xx này. Tạo ra một biến int tên là xx này. Đây là hàm for each này. Each. Với mỗi int tên là xx đến từ x thì mình sẽ cộng sum với lại cái biến x đấy. Yeah. Đây thì demo code luôn cho này. Có một cái public static int get total. Bây giờ mình sẽ có một cái int 3.x này. Sau đó thì for int total xong rồi cũng thế thôi. Chỗ này mình theo như đề bài thì mình sẽ sử dụng for x nhá. For int xx đến từ đâu? Đến từ x. Thì mình sẽ cộng tổng với lại cái xx đấy. Được chưa? Rồi nó sẽ trả về cho mình. Ở dưới này thì mình sẽ s out ra. 10 cái gì đó, get total của đây từ 1 đến 10 cho xem nhá. Sẽ ra là 55, tổng của nó là 55, đúng không? Đấy, thì đây là cái cách mình sẽ khai báo một cái mạng khi mà mình không biết là mình sẽ chuyển bao nhiêu cái biến vào trong này, mình chuyển bao nhiêu cái số nguyên vào trong này, thì mình sẽ tạo ra một cái mạng. Cái mạng này sẽ là gồm những cái số nguyên mà mình chuyển vào. Bây giờ mình chuyển thêm số 11 vào cũng không sao. Đấy, nó sẽ bao gồm trong cái mạng kia luôn. Bây giờ sẽ ra 66, đúng không? Cách này là chưa ai dạy cả, chẳng ai nói đến nó cả nên hơi khó. Rồi, tiếp theo là cái này. Thì output, nó lại hỏi output tiếp này. Đầu tiên là nó sẽ tạo ra một cái rectangle S, cái rectangle của mình đây. Rectangle tên là S bằng new rectangle, và nó switch S.mark. S.mark sẽ là cái int mark này đúng không? S.mark nó switch cái số 10 này và xem nó là cái dạng nào. Nó ở cái case 10 này đúng không? Nhưng mà để ý ở đây nó không có break. No break. Nên suy ra nó sẽ thuộc cái trường hợp fall through. Đúng không? Cho nên nó sẽ in ra là B. Sau đó nó không break, nó lại đi tiếp, nó in ra C. Vậy nó sẽ in ra B xuống dòng C. Thế đó. Nếu như mà nó không thuộc vào bất cứ trường hợp này nhá, thì nó sẽ đi vào đâu? Không thuộc 10. Không thuộc 10, không thuộc 100, nó sẽ đi từ đâu? Đi từ đây đúng không? Đi từ default xuống, chúng ta sẽ in ra A, B, C. Còn nếu như mà nó thuộc 100 thì nó chỉ in ra C rồi đúng không? Đấy, hồi trước ở PRF mình cũng làm cái câu tương tự này. Nếu mà không thuộc cả 10, cả 100 thì nó chỉ in ra A.
Không, nó in A, B, C nhé. Tại vì chỗ này ở default cũng không có break này. Default này cũng không có break, cả ba cái này đều không có break. Cho nên nó sẽ in ra cả A, xong lại xuống in B, xuống in C. Còn nếu nó là 10, nó chỉ in B, là C. Nó 100 thì nó chỉ in C thôi. Which of the following may appear the left hand side of instant operator? Instant operator, cái này thì anh cũng chưa dạy. Chắc là giáo viên cũng chưa dạy đâu đúng không? Bây giờ về cái chỗ abstraction này nhá. Mình có một ở trong cái main ấy. Bây giờ mình đang có cái gì đây? Animal là class mẹ của tất cả các class đúng không? Kanban là một interface. Nè, cat là một class, nó sẽ extend animal và implement Kanban. Đây là eating set, nó là một interface. Fish nó cũng là một interface. Đó, mình về main này, tạo ra một cái cat chẳng hạn. Cat, cat sẽ bằng new cat này. Có gì? Có tên các thứ. Sao lại men này không phải men kia, trời ơi. Men kia đâu. Đây. Rồi. Thì bây giờ mình thử sout ra nhá. Cat instance of gì? Cat nó sẽ có instance of animal và cũng là instance of kanban. Bây giờ mình thử instance of cat đã nhá. Đấy, cat này là mình chuyển cái gì? Chuyển cái cat này này. Đó, còn cái cat này chuyển cái gì? Class cat. Không. Đấy. Nếu như cat nó là một cái instance của class cat thì nó sẽ in ra là true, còn nếu mà không nó sẽ in ra là false. Cái này nó sẽ trả lại một giá trị boolean, hiểu chưa? Chạy đây. True, vậy thì cat đúng là một instance of cat đúng không? Thế bây giờ mình thử với cái false chẳng hạn. Thử với fish đi. Bây giờ nó sẽ in ra là income down to compatible type can be converted to abstraction dot fish. Abstraction dot fish. Sao lại? Sao nó lại ghi ra thế nhá? Fat instant of fish. Abstraction dot fish. Fish có phải abstract class không? Public class, không phải abstract class. Thế mình thử với animal nhé. Thử với animal nó sẽ là true. Đúng không? Thế cat nó extend cái gì đây? Nó extend cái... nó extend animal trên nó cũng là một thuộc dạng animal đúng không? Rồi. Bây giờ nó implement cả kanban nữa. Thế mình thử với kanban xem thế nào nhé. Kanban. Nó không ra false đâu, nó ra là true. Đúng không? Tại vì cat nó cũng là, mình cũng có thể coi cat là một cái kanban này. Tại vì nó implement cái interface kanban, đúng không? Thế cái eatInsect này thì sao? eatInsect này nó extend kanban cơ. Đấy, thế bây giờ mình thử cho cat này nó có phải là instance of eatInsect không nhá. Nó là false. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì mặc dù nhá, cat nó implement kanban và eatInsect nó cũng implement kanban, nhưng mà cat lại không thuộc eatInsect. Đó là vì mình đang so sánh ngược so với cái cây thừa hưởng của nó. Cái cây thừa hưởng của nó nhìn nó như thế này. Bây giờ mình đang có một cái là can jump nhé. Xong rồi cái can jump này mình có eatInsect lại thừa hưởng từ can jump. Đây, nó được thừa hưởng bởi eatInsect. Đúng không? Và mình có cái gì đây? Cat nó sẽ
implement kanban. Đấy, nó sẽ implement kanban cat. Đúng không? Mình tạo ra một cái object từ cái cat này. Cái cat này nó sẽ tạo ra một cái object. Object cat bình thường hay là object cái object này nó thuộc cat và nó cũng thuộc kanban. Cái này cái instance of cái này là true nhé, instance of kanban nó là true. Nhưng mà cat không phải là instance of it in text. Cái này là false. Không, tại vì kiểu mình thử nghĩ logic xem. Nếu mà cat nó implement cái kanban này thì cat nó chính là một kanban. Nó implement, nó extend cat thì nó cũng là một cat. Nhưng mà cái it in text này nó lại implement cái kanban cơ. Cho nên cái it in text này nó không thuộc theo cái cat này. Cho nên cái này là false là đúng. Đúng không? Đấy, đấy là lý do tại sao cái chỗ này nó sẽ trả về giá trị là false ấy. Rồi. Bây giờ thì nó hỏi này, which of the following may appear on the left hand side of an instance operator? Left hand side là phía bên trái đúng không? Vậy về phía bên trái thì nó có thể có gì? Có một cái gì? Em nghĩ là C. C là interface á? Nó chỉ có là reference thôi nhá. Còn cái interface này là không phải nhá. Tại sao? Mình về đây đúng không? Cái này là interface mà, đúng không? Còn cái này mới là instant. Cái này mới là reference đúng không? Bây giờ mình đổi chỗ hai cái thử xem. It insects có phải là instant of gì không? Of ví dụ như là cat đi. Không hề được đúng không? Cái này là mình phải cho một cái reference vào đây. Ví dụ như kiểu là cat. Đó. Cái cat hồi trước anh đã dạy rồi thì mình tạo ra một cái cat khác rồi. Cat C1 chẳng hạn. Thì cái này nó được gọi là gì? Nó được gọi là một object chưa? Chưa, nó chỉ được gọi là một cái reference. Reference ở tiếng Anh ấy thì nó có nghĩa, dịch ra tiếng Việt đây nó có nghĩa là được nhắc đến, nó nhắc đến một cái gì đó, và nếu mà nói hẳn nghĩa đen của nó ra, nó là một con trỏ, đúng không? Bây giờ nó chỉ là một con trỏ thôi, nó chưa trỏ đến cái gì cả, cho nên nó được gọi là một reference. Và cái cat này mặc dù nó được gắn với một object rồi, nhưng mà nó vẫn là một reference. Về bản chất thì nó vẫn luôn là một reference. Và bây giờ khi mà mình C1 sẽ bằng new cat, các thứ này chẳng hạn, thì bây giờ cái C1 này mới được coi là một object. Nhưng mà nó được coi là một object nhưng nó cũng là một reference đúng không? Nên bây giờ mình để C1 bằng cat như thế này được không? Được không? Có được không? Ừ, vẫn được đúng không? Tại vì bây giờ thì cái này là một object đúng không? Bây giờ cái cat này đang chỉ đến object này đúng không? Đúng không? Thế là C1 bằng cat, vậy có nghĩa là cái C1 này nó cũng chỉ đến object này luôn. Nếu mà nhìn trong cái bộ nhớ thì nó sẽ là như thế này. Cái cat này được tạo ra bởi cái cat này nhá, cái object cat này đây. Nó được tạo ra bởi cat lớn của mình. Nhưng mà mình đang có một cái cat chỗ này mình cứ xóa tên đi cho nó dễ hình dung. Mình đặt tên nó là object luôn nhé. Yeah. Oh. Rồi, mình có một cái là cat. Đúng không? Cái cat này nó đang chỉ đến gì? Cái cat này đang là một cái reference. Cái reference chỉ đến cái object vừa đấy đúng không? Đấy là cái phần này đây. Bây giờ tạo ra một cái cat 1 bằng cat. Vậy là mình đang tạo ra thêm một cái cat 1. Và bây giờ có thể nghĩ nó chỉ đến cái này đúng không? Nhưng mà thực ra không phải, nó không chỉ đến một cái reference khác, mà nó đang chỉ đến cái gì? Nó đang chỉ đến cái object đấy, đúng không? Cho nên nếu như mình thay đổi cái object này thì cả cat và cả C1 đều thay đổi. Đây, cat này bây giờ mình sẽ đổi tên cat.setName đi.
add name dog đi, đổi tên chó thành đổi tên mèo thành chó. Bây giờ mình sẽ in ra thử C1 dot cat, C1 dot get name đi. Đấy thì thử nghĩ bây giờ C1 dot get name nó sẽ ra gì, nó có ra cat nữa không? À đâu, không phải, ừ đúng rồi, C1 dot get name nó sẽ ra gì, nghĩ ra nào. Ờ, thử nhá. Nó lại ra dog kìa. Ảo không? Ê, mình đang gọi C1 chứ mình có gọi cat đâu đúng không? Bây giờ cat dog get name thì nó sẽ ra gì? Ừ, nó ra dog là cái chắc chắn rồi, nhưng mà C1 get name nó vẫn ra dog kìa. Đấy, cái lý do bây giờ như thế này thì Đức vẫn đang là tưởng tượng ra là kiểu nó đang make a new cat and assign it to C1 đúng không? Đức tưởng tượng nó là như thế này đúng không? Nó tạo ra một con mèo mới xong rồi nó gán vào C1. Sai hoàn toàn. Nó làm gì? Đổi tên con mèo này con chó. Ừ, nó đổi tên chứ. Xong rồi con mèo thứ hai thì bằng tên của con mèo thứ nhất, và con mèo thứ nhất đã đổi tên con chó rồi. Thôi, bây giờ mình cho cái cat dog set name này ra dòng này, nó vẫn kết quả nó vẫn như cũ này. Đấy, anh cho cat dog set name ở dưới rồi cơ. Chứ không phải ở trên chỗ gán này nữa. Này chạy này. Nó vẫn ra đó. Ảo không? Ảo tung chảo đúng không? Đấy, thế thì có nghĩa là anh nghĩ là Đức vẫn đang nghĩ kiểu là khi mà mình làm như thế này, mình tạo ra một con mèo mới xong rồi mình gán vào C1. Đấy là sai. Cái mình thực sự đang làm ấy là C1 will refer to whatever cat is referring to, đúng không? Vậy có nghĩa là khi mà mình gán C1 bằng cat này ấy, là cả C1 và cả cat đều đang chỉ vào cùng một vật thể, là cái vật thể mình vừa tạo ra đây, đúng không? Và khi mà cái cat này nó thay đổi thì cái C1 cũng làm sao? Nó thay đổi theo. Bây giờ nhìn vào cái bảng mà anh vừa vẽ ra này. Đây, mình tạo ra một cái object từ con cat này. Đây, object này mình vừa tạo ra này. Đấy, mình vừa tạo ra object này xong. Bây giờ cái cat này nó chỉ vào cái object đấy. Và bây giờ cái C1 này nó chỉ vào cat. Nhưng mà không phải. Nó chỉ vào cái mà cat đang chỉ đến. Cat đang chỉ đến cái này. C1 bằng cat có nghĩa là C1 cũng chỉ vào cái mà cat đang chỉ đến. Hai cái này cùng chỉ vào một cái đúng không? Vậy thì mình thay đổi cái object này, thay đổi name. Thì cái C1 này chắc chắn cũng phải thay đổi theo. Cả cat cả C1 đều đang chỉ vào cùng một cái, đúng không? Đây, bây giờ mình sẽ thay đổi tên của chó và con mèo, thay đổi tên của con cat này thành chó và C1 nó cũng sẽ thay đổi tên theo. Đấy là lý do tại sao các cái reference này nó được coi là một con chó. Cat refer us pointer, đúng không? Nó là một con trỏ thôi, chứ nó không phải là cái gì, nó không phải là một object. Nó chỉ là một con trỏ. Đấy. Vậy cho nên khi mà mình nói là một reference cũng có nghĩa là mình nói là một con trỏ đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa hết tất cả cái này đi, mình chỉ để mỗi cat này thôi. Và mình cat instant of cat này xem nó là true hay false nhé. Thế bây giờ cat này nó đã là chỉ đến cái object nào chưa? Chưa chỉ đến cái nào cả. Mình thử chạy xem. Đấy, thì nó sẽ báo lỗi cho mình tại vì cat này nó phải chỉ đến cái gì đó xong rồi nó mới thực hiện cái instant of này đúng không? Đấy thì lý do tại sao mình phải chọn là reference là như vậy. Đấy.
The process of bringing an object into existence is called construction, đúng không? Thực ra thì nó là constructing an object, chứ không phải là construction. Nhưng mà construction hình như nó bị sai ngữ pháp thì phải. A construction có nghĩa là một. Nếu mình nói là một construction đấy, là mình đang nói đến một cái tòa nhà, một cái công trình nào đấy, ví dụ như là cây cầu hay là bệnh viện, đường xá các thứ, thì nó sẽ là construction. Nhưng mà the process of bringing cơ mà, nếu mà nói đến process ấy, thì nó phải là constructing. Thing. Something chứ. Sao lại construction nữa này? Cái này ấy, thì nó sẽ là cái câu ăn điểm của tư bản. Hiểu không? Nó sẽ phải cho một cái câu như thế này để làm học sinh kiểu bối rối, kể cả người biết rồi, người chưa biết cũng sẽ đều bối rối, tại vì cái này nó sai ngữ pháp mà. Đáng lẽ nó phải là it's called constructing an object thì nó sẽ chính xác hơn nhiều. Nhưng mà construction này thì nếu mà câu hỏi này nó đang hỏi là nếu như mà cái này nó là đúng, là đúng theo ngữ pháp hay là đúng theo cái nghĩa cảnh của nó. Nếu mà nói theo nghĩa cảnh ấy thì này là đúng, mà nói theo ngữ pháp cái này là sai. Cho nên cái câu này anh không biết là chuyện đúng hay sai. Nhưng mà đi thi thì chắc là hãy chọn chung. Còn anh không biết rồi. Ok. Tiếp theo này. You can prevent a class from being subclass using the what keyword nào? The final nhé. Cái này anh chưa dạy. Cái final này, khi mà cộng với lại, nó có thể cộng với lại ba cái nhé. Một là the class. A là gì? Attribute. Cái thứ ba đó chính là method. Đấy. Cái final này có thể đi cùng ba cái này nhá. Nếu mà final class thì có nghĩa là cái class này nó làm sao? Nó không thể được, nó không, mình không thể tạo ra một cái class con mà nó thừa hưởng cái final class này. Đúng không? À, cái này cho là 1 đi, 2 đi, 3 đi. Đấy. Nếu mà nó là 1 thì can not be sub class. Nếu mà nó là 2 thì sao? Attribute thì nó sẽ là cannot be change. Ai mình có biết đến nó là gì? Constant đúng không? Còn cái thứ ba là method thì có nghĩa là can not, xin lỗi chữ viết tay nó hơi mù mắt, overridden nhá. Cannot be overridden. Biết overridden này là gì không? Thử nhắc lại là anh hồi trước anh dạy rồi, ở cái bài inheritance anh dạy rồi. Nó là gì nè? Override, ừ đúng rồi, override, overridden là động từ quá khứ của override mà. Hoặc là khi mà mình nói một cái gì đó bị làm gì đó thì mình phải sử dụng cái động từ quá khứ của nó đúng không? Oh, cannot be overridden có nghĩa là không thể bị overridden. Thế override nghĩa là gì nào? Override là kiểu viết đè lên. Ừ, viết đè lên. Thế thì trong cái ngữ cảnh là một class này, extend class kia, thì cái overridden nghĩa là gì? Gọi nó là class con và class mẹ đi, thì có nghĩa là gì? Overriding nghĩa là gì? Không, mình đang nói đến cái gì? Method mà. Mình đang nói về method mà. Mình đang nói về method thì có nghĩa là cái class con sẽ không thể override cái
method của class mẹ, đúng không? Đấy thì em nói thế mà. Thì Đức vừa bảo là class con không thể override class mẹ. Đấy là override cả class mẹ, chứ mình đang nói đến method thôi, đúng không? Nó không thể override cái method của class mẹ. Có nghĩa là bất cứ cái class nào ở bên class mẹ mà để bất cứ cái method nào ở bên class mẹ mà để cái từ khóa final này thì class con không thể thay đổi được cái method đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ok. Thế bây giờ mình sẽ phải dùng từ khóa final đó. Well, statement incorrect. If a class has meant any abstract method, it must be that abstract itself. Incorrect. Đây, if a class has any abstract method, it must be that abstract itself. Cái này có đúng không? Cái này đúng không? Cái này đúng không? Tại vì chỉ có một cái abstract class mới có abstract method, chứ còn nếu nó không phải là abstract method thì nếu như mà không có abstract nó không có, kể cả một cái class là abstract class thì nó cũng có thể không có abstract method, nhưng mà miễn là nó có abstract method thì nó sẽ phải là abstract class, đó là đường một chiều chứ không có ngược lại. Abstract method thì phải suy ra là abstract class. Nhưng mà abstract class nó không có nghĩa phải là có abstract method. Chưa? Nó chỉ là đường một chiều thôi chứ nó không thể ngược lại được. Nên câu tiếp theo là all methods in abstract class must be declared abstract. Cái này đúng hay sai? Declared là được khai báo là abstract. Có nghĩa là nó phải là một abstract method. Sai. Sai chắc chắn luôn. Đối với lại một abstract class nhé, hay kể cả là interface đi nữa thì O hoặc là cái từ khóa O này là luôn luôn là sai. Câu nào có từ khóa O đối với abstract là sai. Rồi, còn câu này là đúng đúng không? When applied to a class, the final modifier means it cannot be subclass. Này đúng rồi. None of the other là ok. Câu này rất là ấy nha, cái này rất là tiêu bản nha. Nếu mà cái này là sai thì cái này non được nha, giờ cũng là sai, tại vì không có cái nào trong này là sai thì cái này cũng là sai. Ở chỗ này thì nó lại bảo là chọn một đáp án là sai, thì ở đây có hai đáp án là sai. Còn đi thi thì anh khuyên nên chọn cái này nhá, còn câu này chắc là câu tư bản rồi. Câu D phải là all of the other. Nếu mà câu D nó mà là none of the other ấy thì có nghĩa là không có cái nào là đúng cả, không có cái nào là sai cả. Và ở đây thì nó lại có một cái sai, đúng chưa? Thì suy ra cái D này nó là sai. Khó hiểu á. Tư bản kiếm tiền kiểu rất dễ luôn. You have been given an a design document for veterinary. Veterinary là đơn nhận thú cưng đúng không? Đây là veterinary register system for implementation in Java. Rồi, a pet has an owner, các thứ các kiểu đa điểm. Đây là pet này nó cũng là một cái class nhé. Nó có gì đấy? Owner là một cái attribute của nó, registration date cũng là attribute của nó, vaccination due date cũng là attribute này. Has a fact indicating it has been neutered. Thì cái này là Boolean true false đúng không? Các thứ given a pet class has already been defined and you expect the cat class to be used freely throughout the application. Đấy, nó bảo là cái cat class này nó sẽ được sử dụng thoải mái qua trong cái chương trình của mình. Vậy thì nó phải để là public đúng không?
tất cả mọi người đều có thể sử dụng được nó. How would you make the opening declaration of the class cat? À, ở đây thì nó chỉ hỏi là bạn sẽ phải khai báo cái class cat như thế nào thôi. But not including the first opening brace, có nghĩa là bỏ cái dấu mở ngoặc nhọn đúng không? Use only the words in and spaces. Để tạo ra một cái class thì mình không thể có boolean được đúng không? Này cái này đi. Cat thì mình phải sử dụng nó. Class thì cũng phải sử dụng nó. Depth of extent có object. Object à? Không. On có thể. Pet có thể. Private có không, mình không sử dụng private tại vì ở đây nó bảo là freely đúng không? Protected cũng không phải. Public phải. String không phải, tại vì mình đang khai báo một class đúng không? Thế thì để xem cái nào đúng đây. Protected class cat extend on, cái này là sai tại vì nó dùng protected. Public class cat extend object, bất cứ class nào cũng đều extend object rồi. Bất cứ cái class nào nếu mà mình không, mình kể cả không có cái này đã đều extend object rồi. Nhưng mà ở đây làm gì đây? A pet. Đây, a pet là chính là cái class mẹ của cái has already been defined. A cat is a pet. Đây nó nói là a cat is a pet này, có nghĩa là cái cat này nó là một cái class con của class pet. Đúng rồi, cho nên cái cat này nó sẽ phải extend pet. Ở đây thì nó không extend pet mà nó là extend object cơ. Cho nên là sai. Ở đây thì public class cat extend pet, đúng rồi. Private sai luôn. Đấy, thì đáp án của nó sẽ là C. Will this following code compile? Exception, arithmetic exception. Đây nhá, cái này thì anh chưa dạy về exception cho nên mấy đứa cũng không biết đâu. Exception E này, khi mà mình cắt cái exception E này, nó suy ra là O exception. Nó đã cast tất cả exception rồi thì arithmetic này nó cũng nằm trong cái dạng O exception đấy. Cho nên khi mà nó cast cái này rồi mà lại cast tiếp thì nó là vô lý. Vô lý. Chưa? Cho nên nó sẽ tạo ra cái lỗi được gọi là cái gì? Compile error. Cái lỗi xảy ra khi mình compile, cho nên nó sẽ không compile. The code will not compile. Đấy. Bất cứ khi nào mà cái exception này đứng ở đằng trước rồi thì đằng sau đấy không được phép có những cái exception khác. Được chưa? Đây để giải thích thì try catch exception E. Xong rồi catch thêm một cái nữa. Arithmetic exception P. Đấy là bà lỗi luôn này. Chạy cái là nó ra cái exception Java arithmetic exception has already been caught và nó bị caught ở bên cái chỗ exception E này rồi. Để cho nên cái này nó sẽ không chạy luôn. Cái này khi mà đi thi có thể nó sẽ ra câu hỏi kiểu khác đấy, nên phải để ý. Tiếp này. Class test có object 1 bằng những object, object 2 và object 1. Object 1 not equal object 2, print not equal. Vừa nãy anh dạy cái này rồi, thử trả lời xem nó sẽ in ra cái gì nào. À đây nhá, cái dot equal này, nếu như mà cái object này nó chưa extend, nó chưa phải là cái class nào cả và nó chưa implement cái equals này thì nó sẽ sử dụng cái equals của class object. Và trong cái class object ấy, vì mỗi chữ object này ra xong rồi control ấn vào đấy nó sẽ ra cái class object này. Mình tìm cái equals để xem nó làm cái gì. Đây. Thấy nó làm gì đấy? Nó so sánh this với lại object. Và so sánh this với object là bản chất nó đang so sánh gì? Hai cái reference, compare to reference. Là nó đang so sánh cái
nơi mà hai cái reference này chỉ vào. Nếu mà nó chỉ vào cùng một cái thì nó sẽ ra giá trị là true, còn nếu mà không thì nó sẽ ra là false. Đấy là nếu mà cái object nó sẽ sử dụng cái equals là như thế, chứ còn equals của string nó lại khác nhé. Equals của string nó sẽ xem là cả hai cái string nó có bằng nhau hay không thì nó mới trả về true, còn nếu mà string khác nhau thì nó trả về false. Còn ở đây thì nó sẽ ra kết quả là gì? Thử xem nào. Nó sẽ in B. B à? Object equals object 2 have a nice day. Thế sao nó lại không in ra là object 1 equals ở đây? Sao lại không in ra là dòng đầu tiên? À đấy, B có nghĩa là không in ra dòng thứ hai đúng không? Nó không in ra dòng thứ hai, tại sao lại không in ra dòng thứ hai? Lúc nãy anh vừa bảo là nó vừa chỉ vào cái object ấy. Ừ. Đây, mình tạo ra object 1, tạo ra object 2 bằng object 1. Thế thì object 1 đây, object 2 đây. Mình có một cái object. Đây, coi như cái này như cái object nhé. Object 1 đang chỉ vào cái object, đúng không? Xong bây giờ object 2 bằng object 1 thì object 2 nó cũng chỉ vào cùng một cái, đúng không? Thế khi mà nó dùng dot equals thì nó là true hay false? Dot equals đây. Nó là true hay false? Nó hình true. Dot equals true. Thế so sánh bằng, nó có bằng không? Nó cũng là true luôn nhá. Tại vì sao? Vừa nãy anh bảo rồi, class object này, vào class object xem cái equal của nó này. Đây, thấy chưa, nó cũng so sánh bằng mà, nó đang so sánh bằng mà, trời ơi. Đấy, vậy thì nó sẽ in ra cả hai cái nha, đáp án của nó phải là A. A, what characteristic describe an object? A method is a characteristic. À. Thế khi mà mình tạo ra một cái object ấy, thì nó sẽ có những cái gì của class mẹ? À, mình tạo ra một cái object thì nó sẽ có những cái gì của cái class tạo ra cái object đấy? Nó sẽ có nó. Thế thì cái object đấy nó có attribute không? Nó có method không? Nó có method đúng không? Nó phải có method đúng không? Ừ, tại vì nó có attribute và nó cũng có method. Thế thì làm thế nào để phân biệt giữa hai object với nhau? Nó sẽ được phân biệt với nhau bởi gì? Đúng rồi, nó được phân biệt với nhau bởi attribute. Attribute của nó khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Hả? Nó describe mà, nó đang sử dụng từ quả describe. Nó miêu tả object bằng cách nào? Nó miêu tả qua attribute nhé. Tại vì method thì object nào chẳng có method như nhau. Method của nó như nhau hết, không phải attribute của nó là khác nhau thôi. Những cái kia thì nó không liên quan. Hãy hỏi output tiếp này. System out e cộng hỏi chấm nhé. System of e dot e của z này. Bây giờ mình đang có x bằng cái này, k bằng x dot index of dấu này. Vậy thì k sẽ bằng cái ký tự nào? Ký tự đô la đúng không? K bây giờ đang là ký tự đô la. E bằng x dot substring không k. Substring. À đâu? Cái này index up chứ nhỉ? Yeah. Index up, vậy thì k bây giờ sẽ có giá trị là 0, 1, 2, 3.
Vậy thì y bằng x các substring của 0 đến 3. Vậy là nó lấy mấy phần tử ban đầu đây? Mấy phần tử đầu tiên đây? 0, 1, 2 đúng không? 0, 1, 2. Vậy nó lấy 3 phần tử đầu tiên, A, B, C. Nó lấy 3 phần tử 0, 1, 2 mà, nó không lấy 3. Ok. Đúng không? Thế thì bây giờ cái Z này nó sẽ bằng new string của cái này. Cái này là một array của các character. Vậy thì khi mình truyền array của các character vào bên trong một cái constructor của string thì nó sẽ tạo ra một cái string bao gồm các cái phần tử đây, 3, B, C. Vậy thì cái string Z này sẽ bằng A, B, C. Đúng không? Bây giờ thì Y cộng với lại cách này, Y đang là gì? Y đang là A, B, C đúng không? A, B, C. Nó in cùng một dòng đúng không? Thêm dấu cách này. Tiếp theo là nó là y dot y của z. Vậy thì y nó có bằng z không? Y là abc, z cũng là abc. Thì dùng cái equals này, nó sẽ ra là true. Đáp án của nó sẽ là abc và true. Nhìn không muốn đọc. The readline method is the run access of the run access by return null. It is the end of the file. Đúng rồi. Cái này thì câu này thì câu lý thuyết cho nên tự nhớ đây. The readline method run access by class return end of the string when reached the end of the file. Cái này là sai. The readline method run access by class return false. Nó trả về string mà nó trả về boolean đâu mà nó lại return false. The readline method run access by return true. Cũng là false, nó cũng là sai luôn, tại vì nó không trả về boolean, nó trả về string. Nó nếu mà nó trả về string thì nó có hai trường hợp: string đó không rỗng, string đó rỗng và không trả lại cái gì, có nghĩa là null. Ở đây trường hợp này nó sẽ trả về null. Nếu như mà nó trả về không rỗng có nghĩa là nó đang trả về một cái dòng không có ký tự gì ở đấy. Rồi, classes that are inherited. To be... cách không, nó không trả về cái gì cả. Ví dụ trả ở đây trọng, nhưng mà không có đây nhá, random access file ra bằng new random access file này. Mình sẽ tạo ra một cái stream của mình nhé, bằng cách tạo ra một cái string a sẽ bằng này. Đấy, tạo ra một cái string có nhiều dòng, mình có chữ hello, xong rồi một cái dòng trống nhé, xong rồi ra chữ W O R L đi, đúng không? Tạo ra standard access file của A, được không? Cannot resolve constructor của string. Thế thử tạo ra một cái scanner, xong rồi lấy cái stream của nó nè. Scanner sc bằng new scanner của A. Sau đó thì lấy sc dot get stream. SC không có get stream à? Trời ơi. Thế thì thôi, tạo ra một cái file mới đi. Trời, làm nó dễ. Tạo ra file mới trong cái lesson này nhé. Dùng cái có sẵn đi. Dùng cái data này đi. Bây giờ mình sẽ viết ra là chữ hello. Thêm một dấu cách và thêm là chữ WORD đi. Thêm khoảng một dấu cách nữa, xong rồi I am thêm hai dấu cách, xong rồi san gì đó. Chưa? Mình về main, mình sử dụng cái data.text. À đó, mình phải tạo ra một cái file đã. File sẽ là new file của cái data.text này. Sau đó mình sẽ chuyển cái file đấy vào đây. Sao lại không được nhỉ? Run access file này. Nó có mấy cái constructor đâu. Constructor nó gồm có name và mode đúng không? Mode này có nghĩa là the access mode. Read write whatever. Để nó là file và thế thì mình không cần phải tạo ra cái file này, mình chỉ cần điền vào cái tên của nó thôi. Sau đó
mình điền vào cái chế độ đọc là read write, nó giống như kiểu cái file ở trong trong xe đấy. Rồi mình phải run với try catch nữa là xong. Thì để đọc các cái đi, read all lines. Đây file exception nữa, file exception nữa, start error. Ôi, chắc chẳng cần phải làm cái gì ở đây, để chống đi. Rồi thế xong rồi mình chạy. Thấy chưa, nó in cả cái dòng rỗng này đúng không? Vậy thì cái dòng rỗng đấy nó là như kiểu là cái string như thế này, nó là cái string rỗng như thế này đúng không? Thì nó mới in ra một cái dòng sống cho mình. Và nếu như mình chỉ in ra là line dot dot length như thế này thì nó sẽ in ra cái kích cỡ của cái dòng đấy đúng không? Kích cỡ các ký tự trong dòng đấy thì mình sẽ hiểu rõ hơn một tí. Nó in ra cái dòng đầu tiên có 5 ký tự, dòng thứ hai có 0 ký tự. 0 ký tự đó chính là cái string rỗng đấy đúng không? Các thứ các kiểu con đà điệu. Và đây mình kiểm tra khi nào nó dừng lại, khi mà line khác null đúng không? Vậy thì khi nào nó ra line khác null? Khi mà cái read file này nó trả về null thì cái line này nó sẽ bằng null. Và khi mà read line trả về null, cái line này bằng null và nó kiểm tra bằng nhau. À, nó kiểm tra là bằng nhau. Nếu mà bằng nhau thì nó sẽ trả về false đúng không? Thì cái vòng while này sẽ dừng lại. Và chương trình mình sẽ dừng lại theo đó. Đúng không? Hiểu chưa? Rồi tiếp tục với cái câu này này. Classes that are intended to be used outside the package within the program must declare. Outside the package, nhưng mà nó không nói là ở trong subclass hay là ngoài subclass, thì mình cứ mặc định nó là bên ngoài subclass đi. Ngoài subclass thì mình sẽ phải declare nó là public thế thôi. String name bằng new array list for string. Iterator string bằng name.iterator. Cái này là cách để lấy iterator của cái name này đúng không? Cái này là đúng này. For each string đến từ name, cái này for each cũng đúng này. While string in đến từ name, sai, không có while each, chỉ có for each chứ không có while each. Size này thì cũng đúng này. Tiếp theo, given the following class definition, public class drawWidget là cái deck gì không biết. Nó có một cái class con bên trong, xong rồi một cái class con nữa, xong rồi các thứ các kiểu đà điệu, xong mới tạo ra cái main này. Cái main này bên trong một cái class con của một cái class nào đấy thì nó sẽ không chạy được nhé. Nó sẽ không chạy được. Nó compile được nhưng mà nó sẽ không chạy được. Will compile and output. Will not compile đây. Tại vì cái này nó nằm trong class con. Class con, không phải class con mà nó gọi gì? Inner class. Cái này cũng chưa dạy. Nếu nó nằm trong một cái inner class thì nó cũng sẽ không chạy được cái main của nó đâu nhé. À, anh hỏi này. Thế tí nữa anh định lưu cái video này xong rồi để trên cái nhóm Coursera kia thì Đức có đồng ý không? Tại vì đây là anh đang dạy Đức mà, cho nên cái này phải có sự đồng ý của Đức thì anh mới đưa lên đấy. Vâng, em thoải mái mà. Anh à. Quay thì anh cứ đăng bình thường đấy. Ừ, ok. Tí nữa anh đăng lên đấy xong rồi anh đăng cho cả thằng anh luôn. Nhóm của mình. Đúng rồi. Ok. Mình có S string S1, new string, string S2, new string, S3, new string. Không có dấu trừ nhá. Không có trừ string với nhau nhá. Sai này. Không có và nha, cái này là bitwise operator thì cũng sai này, cái này là và thì cũng sai. Đây chỉ có cái này đúng rồi, không cần chữa luôn. Suppose to declare tag x is a class and declare
path of y is an interface. When is the argument x bằng y label? Declare type có nghĩa nó tạo ra một cái object của loại x và tạo ra object của loại y. Ví dụ mình có một cái object của loại x, object 1 này đến từ x đi. X là một class nhé, nó sẽ tạo ra cái object 1 này. Y là một interface, nó cũng sẽ tạo ra cái object 2 này. When is argument, when the assignment x bằng y is legal? When the type of x, when the type of x is an object, always but never, always but never, never. Mình có thể so sánh được bằng nhau nếu như mà không phải so sánh, cái này là gán y vào x. Và mình có thể gán y vào x khi mà mình có thể gán object 2 bằng object 1 này khi mà object 1 x. Cái này không phải tên là object nhé. Đọc sai bài luôn. Để bài đủ quá. Mình đang có hai object là x. Hay nó declare type mà nhỉ? Declare type of x chân đó. Tôi đã không hiểu để bỏ qua. Rất là khó hiểu luôn. The package provides some of the most useful Java classes that are frequently needed outside of application. Nó chính là Java Lang. Cái này Đức với lại thì anh không có đọc cái này nên anh không dạy, còn cái này nằm trong MSIC Java, MSIC OOP. Tất cả các cái chương trình khi mình tạo ra, kể cả mình không import nó vào thì nó tự import cái Java lang này rồi. Lang là viết tắt cho language đấy. Nên cái lang này sẽ được sử dụng nhiều nhất, còn util nó sẽ chứa công cụ của mình sử dụng. IO cũng thế, path này cũng vậy. Câu này thì string check này, s một các câu tra từ s hai này. Hồi trên dạy là khi mà so sánh hai string bằng cái compare to này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tìm cái điểm khác nhau đầu tiên của hai cái string đấy và so sánh hai cái ký tự khác nhau đầu tiên đấy, đúng không? Ký tự viết hoa lúc nào cũng nhỏ hơn với tự ký tự viết thường, và ký tự viết thường lúc nào cũng lớn hơn ký tự viết hoa. Cái này đúng ở cả bảng ASCII lẫn bảng Unicode. Thì ở đây cái ký tự khác nhau của đầu tiên của nó chính là chữ T. Hai chữ T này khác nhau, vậy nó so sánh chữ T thứ hai với cho chữ T đầu tiên với chữ T thứ hai. Chữ T đầu tiên lớn hơn chữ T thứ hai, cho nên cái compare to này trả về giá trị lớn hơn không? More than zero đây đúng rồi. The ability of programming language to process objects differently depends on the type is called polymorphism. Chưa học. Nhớ. The widget collection support the setting of my toolkit and value, nó sẽ là hash map. Nhớ. Hash tree này không phải hash. Hash tree nó không sử dụng key. Hash set chỉ có key mà. Hình như là không thì là hash list cũng không sử dụng key mà. Mỗi hash map này. Hình như cả ba này có sử dụng key nhưng mà mình không thể lấy được, không thể access được. Element hash set thì nó chỉ tạo ra một cái set của các cái phần tử đấy thôi chứ nó không thể lấy ra được cái element. An instance of Java đã use to scan a class can read data from a keyboard to find a string character. Cái này là đúng hết nhá. Hôm trước dạy về file rồi còn nhớ không? Cũng nói qua cái này rồi đấy.
mình có thể dùng scanner để truyền string vào đấy, và nó sẽ coi cái string đấy như kiểu là một cái character stream luôn. File cũng được, keyboard thì cái là mình sử dụng thường xuyên. Đến từ file thì mình phải có một cái file trước, xong mình mới truyền trong cái scanner được. Abstract class. Đây, cái này thì chắc là Đức làm được, tự làm xong rồi. Alo. Cô làm. Em đây, em đây. Cái này có làm được không? Nó đã bán gì nào? À đây đúng rồi, trời ơi. Đây, nhìn vào cái bảng này. Yeah, mình đã vượt qua đời nhau, đi qua đời nhau, biết gì. À, can have any kind of attribute. Cái thứ hai, cái thứ hai. Can have many or none. Yeah, cái là many or none nhé, cả hai cái đều là many or none nhé. Interface thì cũng many or none. Nhưng mà interface thì không có một cái concrete method. Concrete method hay là non-abstract method nó đều như nhau nhé. Concrete có nghĩa là có phần thân, và non-abstract cũng là có phần thân. Còn abstract có nghĩa là không có phần thân. Thế thôi, thì nó có thể có nhiều hoặc không. Cái này cũng có thể có nhiều hoặc không. Thế thôi. Rồi ok, thế thì đáp án này nó sẽ phải là A đúng không? B không được, tại vì cái này at least one. Những cái gì mà liên quan đến abstract mà có từ at least này, có từ O này, nó đều là sai hết. Sai cái này sai. Nhân con cái nó còn trên any data field, cái này cũng là sai. Tại vì class nó có thể có bất cứ attribute nào nó muốn mà. Rồi, bây giờ nó lại xem output. Output thì xem cái print line, hoặc là xem nó họ gọi cái hàm f này ra. F đầu tiên là f với string, f thứ hai là f với string buffer. String buffer khác với string nhé. Đây nó chỉ là một string, nên là string literal. Thế nó sẽ gọi cái hàm f sử dụng string ra. F sử dụng string sẽ là in ra cái string. Đáp án là C. Ôi giời, tree set. Ôi giời, lại còn in kiểu này nữa. Nhớ là cái tree set nhé. Cái tree set này mình có thể thêm vào, và nó sẽ thêm cái này là gọi là một cái set. Ba là C. Binary tree nhé, self-balancing binary tree. Và, đúng rồi, nó chỉ in ra mỗi kiểu này thôi. Nên mình cái này cứ bỏ qua đi nhé. Chưa phải biết vội về nó đâu. Khi mà nó in một cái cây ra kiểu này, nó sẽ in ra các cây thứ tự từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đến lớn là 1, 2, 5, 6, 9. Này là đúng. Chỉ cần nhớ một khi mà nó là tree set mà nó in ra kiểu này, nó sẽ in ra từ nhỏ đến lớn. Public class A, B extend A, tạo ra một B, xong rồi display object.display. Method display đâu? Class A, B extend A, in G, system out.println in G. Không hiểu cái method display nó nằm ở chỗ nào. Compile là error chứ, tại vì không có cái method display nhá. Ngu là trời. Đây, chỗ này không có tí method display nào ở class B lẫn class A. Không phải runtime error, tại vì nó không compile được thì sao mà nó ra run được, trời ơi. Rồi, suppose a source file contains large number of imports. How do import affect the time required to compile? Cái thời gian để compile ấy, thì cái import này nó không affect tí nào nhé. Tại vì khi mà mình import ấy, nó chỉ đưa mình cái đường dẫn đến cái nơi, cái đường dẫn đến cái nơi mà mình tìm được cái class đấy thôi. Chứ còn cái import này nó không làm cái gì để làm cái chương trình mình nó compile lâu hơn cả. Cho nên đáp án của nó sẽ là no additional. Thank you.
Interface, được rồi. Thế ở trong interface ấy, thì một cái attribute của nó chỉ có thể được là dạng gì đâu? Trong một interface. Một cái attribute của interface chỉ có thể là như thế nào? À đâu, cái này nó không liên quan. Cái này không liên quan đến cái mặt kiến thức đấy. Nó chỉ hỏi là a programmer wants to create an interface B that has A as its parent. Thì đối với lại interface, đối với interface thì nó sẽ sử dụng từ khóa là extend. Interface. À đâu, class với lại interface thì nó sử dụng từ khóa là implement. Còn class, đối với class thì nó cũng sử dụng implement rồi đúng không? Ở đây thì trường hợp là trường hợp 1. B implement A. Đây này, thôi cho tự làm, Đức tự làm sẽ được. Cái này không phải truy xét, cái này là array list. Array list nó sẽ in, nó in ra thì nó in ra theo thứ tự thôi, chứ nó không in ra theo kiểu từ nhỏ đến lớn nhé. Anh sẽ cho em cái object add 2 phần. Ta tạo ra một cái object là array list đúng không? Một object của array list. Cái object này thì nó có thể tại vì nó không xác định là object, cái array list này là array list của những cái gì, cho nên nó coi cái array list này nó có thể chứa tất cả mọi thứ. Được chưa? Cái object này nó có thể chứa tất cả mọi thứ, nó có thể chứa string này, nó có thể chứa kể cả scanner hay là bất cứ cái gì mà Đức có thể nghĩ được. Thì cái object này có thể chứa tất cả bất cứ cái đấy. Và khi mà object dot add a thì nó sẽ thêm một cái string rồi đúng không? Add, hàm add của array list. Đây cũng dùng add của ArrayList, add của ArrayList, đây cũng là add của ArrayList, nhưng biến thể của add của ArrayList. Thế thì làm như thế nào? Đầu tiên nó thêm A rồi. Xong nó thêm B nhá, thì B nó sẽ đằng sau A. Xong nó thêm C nhá, C đằng sau B này, nó thêm D. Nó có thêm 2 và D không? Nó có phải thêm 2 và D như thế này không? Không, thế là nó thêm nữa lại. ABCD. ABCD à? Để ý cái số 2 này nhé. Số 2 này là index. Cái method add của ArrayList ấy, thì nó sẽ có hai loại. Một là add mà không đưa index vào. Hai là add mà có index. Và cái cuối cùng là add có index nhé. Index của D là tại vị trí thứ 2 đúng không? À rồi. 0, 1, 2, D nằm ở đây. Chứ nó không nằm ở đây. Được. A, B, D, C. Cái này đi thi là phải để ý xem nào. Riêng cái này là đã là illegal rồi, ở trường còn gọi là xem nào. What would say following would be illegal to place up on the comment, đúng không? Ở đằng sau cái here này thì mình có thể làm cái gì nó in nó legal. À đây, cái này nó tạo ra một cái method chứ. Rồi thế đây là một cái class này. À đây là class này, đây là một cái method main này. Đây cũng là một cái method này. Thì ở chỗ này thì nó có thể có gì? Nó chỉ có thể có một cái method thôi đúng không? Đấy, và nó đang hỏi illegal thì cái nào không phải method? Cái này là một method đúng không? Cái này cũng là một method đúng không? Cái này là method. Cả bốn cái này đều là method. Nhưng mà cái method này nó khác với cái method ở trên này, là nó khác về dạng trả về này. Dạng trả về khác nhau này. Cái tên của nó bằng nhau này. Đây, dạng trả về của nó là khác nhau. Tên của nó là bằng nhau. Dạng dữ liệu bằng nhau. Nhưng mà tên của biến nó lại khác nhau. Thì Đức thử nghĩ xem là cái A này nó có được phép tồn tại không? Tồn tại sau cái A method đầu tiên này không? Cái A có được tồn tại sau cái method này không? Ừ, có được không? Em nghĩ là
sai này. Tất cả những cái này đều được. Đây nhá. Cái dạng giá trị trả về của nó thì dưới cái con mắt của cái compiler ấy, nó không quan tâm. Nó quan tâm là tên của method và loại giá trị mà mình truyền vào cái method đấy. Tên của cái method là a method thì tên của nó giống nhau rồi, đúng không? Khi mà tên của nó giống nhau thì nó sẽ làm gì? Nó nhìn vào cái giá trị mình đưa vào. Đấy, nó nhìn vào cái giá trị mình đưa vào. Cái giá trị ở trên đưa vào là một số nguyên, cái giá trị ở dưới đưa vào là một số nguyên. Nhưng mà tên của hai số nguyên này khác nhau. Nhưng mà cái compiler nó không để ý cái đấy, nó không quan tâm tên của nó giống nhau hay không. Nó chỉ quan tâm là cái dạng dữ liệu đưa vào nó có giống nhau hay không thôi. Và khi mà tên của nó trùng nhau và dạng dữ liệu đưa vào nó trùng nhau thì nó không được phép tồn tại. Được không? Và các cái method nó phân biệt với nhau bởi gì? Thứ nhất là tên. Là cái thứ nhất. Hai là gì? Parameter hay là argument. Argument của nó phải khác nhau về thứ nhất là số lượng. Thứ hai là loại giá trị. Thứ ba là số lượng phải khác nhau là cái... Nó phải khác nhau 3 hoặc là 1 trong 3 cái này này. Hoặc là 1 trong 3 cái này. 1 trong 3 hoặc là cả 3. Đấy, thì nó sẽ khác nhau về số lượng, loại giá trị. Và tiếp theo là sắp xếp. Có nghĩa là dạng giá trị nào trước, dạng giá trị nào sau đấy. Hiểu chưa? Thì ở đây thì nó giống về cái loại giá trị rồi, cho nên cái này không được phép tồn tại. Khiếp, mới đến câu 3 năm rồi. Exception hierarchy. Exception hierarchy này thì mình thấy ở đây là cái bad taste, cái exception nhé. Sau rồi sẽ có cái bad taste exception này. Và nó có cái đấy thì cái exception đấy mình cứ coi, ui rồi hẳn tắt thế, mình sẽ coi đây là cái exception nhé. Cái bad taste exception nó sẽ extend cái exception này nè. Đấy, mình có hai cái class khác à, bitter taste và sour taste, đúng không? Và cái này nó sẽ extend cái bad taste kia. Rồi. Đấy thì cái class exception này nó vẫn cao nhất, xong rồi đến bad taste và đến hai cái class còn lại. Bây giờ thì bad taste exception là abstract. Ở dưới này nó hỏi là it me throw a bitter exception or sour exception. Nó có thể ném hai cái exception cùng một lúc nhé. Nhưng mà nó không thể ném một cái abstract exception, bad taste exception. À, bad taste exception chính là một cái abstract exception. Vậy cho nên nó không thể ném một cái abstract exception được. Cái này là sai. May throw cũng được, không được. Và cái này thì không throw cái gì, nó sai đây bài. Có, mình có thể ném cả hai cái một lúc được thôi nhé. Output này. System dot print out print line là object dot volume. Nó tạo ra một cái object mới là object bằng new box bằng 1.5. À đây, nó chỉ in mỗi volume thôi đúng không? Đây mình xem là nó chỉ in mỗi volume này. Nó ra object 3.4.5. Thế cái constructor của nó đâu? Đây đúng không? Đây là constructor của nó. Nó sẽ thay volume bằng ở đâu? Đây mới là constructor của nó đây. Constructor của nó thì nó không động gì đến volume cả, không quan tâm. Nó đặt height, length, width không quan tâm, tại vì nó chỉ thay đổi width, height với length thôi, chứ nó không thay đổi volume. Thế cái volume này là cái method này. Đây mới là cái method để thay đổi volume này. Nó chuyển vào height, length và width thì volume sẽ bằng 3 cái này nhân với nhau, đúng không? 2 x 2 x 3 bằng 4 x 3 bằng 12, volume sẽ bằng 12. Đáp án của nó chắc là ở đằng sau ở đúng không? Ở đây. Đáp án 12. Ôi trời ơi. NVMe SSD kiểu.
Chưa. Mình đến câu bao nhiêu rồi nhỉ? Câu này cái gì là đỉnh của cái class hierarchy ấy. Thì hôm trước anh dạy về inheritance rồi, thì cái đứng trên đỉnh này nó sẽ luôn là cái class mẹ của tất cả các class khác. Đấy, tất cả những cái class khác nó sẽ implement cái class này, thì nó sẽ là cái gì? Object. What do we the result when you compare under following code này? Since not a print line ở đây. C, trả cái tờ C bằng H, C cộng bằng S, string S, A method truyền một string, S này bây giờ đang là một string đúng không? Mình có gọi cái A method này ra không? Mình có gọi A method này ra này. Và mình đang lấy C bằng C cộng H cộng S đúng không? Một character cộng với string thì nó sẽ bằng gì? Cái này sẽ bằng gì? Một string đúng không? String thì nó có gắn vào một cái character được không? C là character mà. Nó có gắn vào không được, thế thì nó sẽ ra đi compile sang error đúng không? Default access A is then B is then A, and that's something says. Rồi, nó đang hỏi là gì? Class A. Suppose class A has a method for do something with default access. Suppose class B is then A and overwrites do something. B is then A and overwrites do something. Which access mode may not be applied B version? Đúng rồi. Nó đang hỏi là nếu như mà class A mà có một cái method là do something nhé, mà class B đang extend class A và class B đang override cái do something của class A đúng không? Thì cái access mode nào không được sử dụng để làm cái access mode của cái do something của B đúng không? Thì cái quy luật duy nhất khi mà mình đang override một cái class, override một cái method nào đấy là mình không được làm cho cái method đấy ít skill hơn cái skillliness security, cái độ bảo mật của nó ấy, đúng không? Không làm được nó ít bảo mật hơn. Thế thì cái độ bảo mật của nó sẽ bắt đầu từ đâu đến đâu? Đầu tiên là gì nhỉ? Public đúng không? Là ít bảo mật nhất. Public. Sau mà đến gì? Đến default hay protected nhỉ? Đến protected nhá. Default xong rồi đến private đúng không? Thế thì cái A này đang là default access đúng không? Thì vừa nãy anh nói nhầm là nó không được phép thêm bảo mật mà nó chỉ được phép ít bảo mật đi thôi đúng không? Khi mà mình override một cái class từ class mẹ ấy, mình không được làm nó càng bảo mật mà mình phải làm nó ít bảo mật, có nghĩa mình sẽ phải đi theo hướng này. Chứ đi theo hướng này là không được. Đúng không? Đi theo hướng đấy là không được, đi theo hướng này thì được. Thế thì đi theo hướng đấy không được thì cái không được duy nhất chính là cái protect cái private đúng không? Là cái private này là không được. Cái A là default access. Cái này đang là default này. Và cái B extend A thì mình không thể để cái more protect more bảo mật được. Mình phải để less bảo mật đi. Và nó sẽ phải là từ bên này trở đi chứ không được ở cái này. Which of the following is illegal? Cái này thì nó cũng hơi khó nhớ, nhưng mà trong một cái vòng lặp for ấy nhá. Trong một cái vòng lặp for thì mình chỉ có một cái dạng giá trị khi mà mình khai báo trong vòng lặp thôi nhé.
mình chỉ khai báo một dạng giá trị thôi, trong này nó khai báo hai dạng giá trị khác nhau này. Chỗ này cùng một dạng giá trị này, đấy cũng cùng một dạng giá trị này. Cái string này cũng được nhá, cái này không phải là sai đâu, cái này là đúng, cái này cũng là đúng, à đâu, cái này cũng là đúng, cái này cũng là đúng. Duy nhất cái này là hai cái dạng giá trị khác nhau, nó là sai. When creating your own class, and you want to make it directly support sorting, cái này học rồi là gì? Dễ, chẳng cần chữa. Directly, directly sorting. Ôi trời ơi, mình dùng collection nó sort đúng không? List nào đấy đúng không? Xong rồi đối với array thì sẽ là array. Not sort. Một cái array. Thế thì để cái list này hoặc là cái array này sort được thì mình sẽ phải implement cái gì ở cái class của những cái list hoặc là cái array này chưa? Mình phải implement cái gì? Implement cái comparable, mình phải implement nó chứ. Mình chưa vừa học xong, tiếp vừa học xong buổi quên. Okay. Rồi, mình có shape, circle extend shape. Shape không có gì nhưng mà circle có string color và có constructor của nó. Which code can be used to initialize the object of circle? Nó đang bảo mình tạo ra một cái object của circle nhé. Thì cái nào không phải circle bỏ đi. Cái circle này thì nó chỉ có một cái constructor duy nhất là truyền được một string. Thì có mỗi cái này là đúng. Còn cái này là không có truyền được cái gì. Cái này là sai. Tiếp còn 6 câu nữa thôi. Yeah. Well, I'll put it, you try to compare the following code, but there's no file for the nothing for the directory. À, nếu như mà không có file nhá, nếu mình đọc read thì suy ra problem. Còn nếu mà dùng để write thì nó sẽ no problem. Tại vì nếu mình gọi một cái file để viết ấy, thì nó khi mà cái file nó không tồn tại nó sẽ tự tạo ra cái file cho mình tạo ra cái file để đọc mà nó không tồn tại thì làm sao, thì chắc chắn nó sẽ có rất nhiều vấn đề đúng không? Để xem cái này là gì nào. Try input stream, input là để input là để viết nhá, input là để viết. Thế viết thì tạo ra file mà cái hello.txt này không tồn tại, nó có vấn đề nào? Tạo ra file để viết à? À, đây này, file input stream là dùng để viết mà. Thế thì tạo ra file để đọc, để viết thì nó có vấn đề gì không? Không tạo ra file để viết. Không, mình đang tạo ra file để viết mà. Đây này, file input stream this bằng new file input stream hello.txt này. Mình đang tạo ra cái this này là để viết này, để viết vào file. Vậy thì khi mà mình viết thì nó sẽ không có vấn đề gì đúng không? Thế nó không có cái exception nào cả. Vậy thì nó sẽ không catch cái file not found exception này, và nó không catch cái IO exception này. Và cuối cùng nó chỉ có mỗi cái file daily này thôi đúng không? Cái A method này nó trả lại một số nguyên nhá. Nhưng mà để ý này, nó return ở đây trước. Nó return trước. Nhưng mà nó lại có cái finally này. Vậy thì cái finally này nhá, có một quy luật đối với lại cái my finally này, nó sẽ luôn luôn chạy, kể cả mình có return trước đấy hay là không return trước đấy, nó sẽ luôn luôn chạy. Không kể bất cứ trường hợp nào, nó sẽ luôn luôn chạy cái finally này. Vậy thì nó sẽ là gì đây? Nó sẽ tạo cái này, xong rồi nó sẽ in ra chữ finally, đúng không? In ra chữ finally, doing finally này, xong nó sẽ return trừ 1. Return trừ 1 nó trả lại trừ 1. Vậy thì nó sẽ do finally, xong rồi nó sẽ system app.println cái gì? Cái m.a method trả về, m.a method trả về trừ 1. Vậy thì nó in ra chữ trừ 1, doing finally và trừ 1 rồi đấy. Xem kết quả. Nó
sẽ là đưa anh Phan đến đi No such fine vào đưa anh Phan đến đi Ừ ok. À, đối với file input stream thì nó sẽ khác nhé. File input stream thì kể cả đọc ra, à mình tạo ra để mà viết nhưng mà không có file thì nó sẽ vẫn có vấn đề. Cái này không phải không có vấn đề mà có vấn đề đấy. Vậy thì khi mà nó có vấn đề nó sẽ tạo ra cái file not found exception này, FNF, và nó sẽ in ra là no such file found nhé. No such file found. In ra no such file found xong rồi trả về, à in ra no such file found trước, xong rồi nó mới doing file đi, xong rồi nó mới return trường 1, rồi nó in ra trường 1 được. Thì cái đáp án của nó sẽ phải là C. Đáp án của nó sẽ phải là C.